Kính thưa quý vị, hôm nay Vân xin chia sẻ tin tức vào thứ Năm, ngày 18 tháng 7 năm 2019 vừa rồi. Anh gốc Việt bị tố giết chó của người hàng xóm. Theo Viễn Đông, Daily News, cô Ilana và anh Dominic rất đau buồn về chuyện con Rex bị bóp mõm chết hôm Chủ nhật 14 tháng 7 năm 2019. Theo CBS 2 New York. Morris, come on, come on. Harper, New York, một con chó thuộc giống Pitbull đã bị giết chết ngay trước mặt chủ của nó, và kẻ sát hại con chó là một người mang tên Huỳnh Tổ Quốc, một người cũng nuôi chó. Theo tin của đài News 12, đài CBS 2 tại Long Island và Patch News, vụ này xảy ra tại thị xã Harper. Anh Dominic nói rằng con chó Pitbull tên là Rex của anh thuộc giống chó hiền, không hung dữ như những con chó Pitbull khác. Vào đêm Chủ nhật vừa qua, anh Dominic dắt con Rex đi bộ trên bãi cỏ chung quanh khu chung cư tại thị xã Harper. Đêm đó, hai con chó khác không được chủ buộc dây đã chạy ra ngoài bãi cỏ và tấn công con chó Rex. Dominic nói rằng trong vụ chó cắn nhau đầu tiên thì chủ của con chó thuộc giống Sisu nhỏ con lông xù đã mở cửa ra ngoài và mang con Sisu vào trong nhà. Người chủ này là anh Huỳnh Tổ Quốc. Con thứ nhì cắn nhau với con Rex thuộc giống Golden Doodle, kích thước trung bình, lông vàng. Dominic nói rằng anh bị con chó thứ nhì tên Quincy đã cắn vào mặt và hai tay khi anh tìm cách kéo con chó đó ra khỏi con Rex. Cũng theo lời kể của Dominic với các đài truyền hình, trong lúc anh tìm cách ngăn chặn cuộc cắn nhau giữa con Rex và con Quincy lông vàng, thì anh Quốc sống ở ngôi nhà chung cư bên cạnh đã xuất hiện trở lại. Anh ta tiến tới chụp lấy miệng và mũi của con Rex, đè nó xuống, bóp mõm nó nghẹt thở cho đến chết. Theo điều tra của cảnh sát, trước khi Quốc xuất hiện thì trong lúc Dominic tìm cách tách rời hai con chó thì con Rex đang ngoạm cổ con Quincy. Anh Dominic kể lại hôm thứ Tư về việc cứu con Rex đang bị Quốc tấn công. Tôi tìm cách lôi anh ấy ra khỏi con chó của tôi, thế nhưng anh ta vẫn bám chặt lấy nó và con chó đã chết ngay trước mắt tôi. Các bản tin cho biết cảnh sát đã viết biên bản rằng anh Huỳnh Tổ Quốc bị cáo buộc tàn nhẫn với thú vật và tội giết chó. Tàn nhẫn với thú vật là tội nhẹ tại tiểu bang New York, tiền phạt cao lắm là 1.000 đô hoặc 1 năm tù. Còn tội giết chó thì tùy trường hợp. Nếu chó bị xem là nguy hiểm thì việc giết nó có thể được tha. Vân xin mở ngoặc ở đây. Bản tin bằng tiếng Anh ở New York thì nói là tiền phạt là 1.000 đô và có thể lên đến 2 năm tù. Xin đọc tiếp bài báo. Huỳnh Tổ Quốc và chủ của con chó Quincy lông vàng đã bị làm việc với sở cảnh sát địa phương về việc thả chó ra bãi cỏ mà không buộc dây. Quốc đã tránh tiếp xúc với các đài truyền thông. Anh sẽ ra tòa vào ngày 12 tháng 9. Anh Dominic và bạn gái Ilana nghĩ rằng Quốc phải bị trừng phạt nặng hơn. Họ xem Rex như một người thân bị sát hại. Ilana cho biết cô đã tìm cách hô hấp nhân tạo để cứu Rex, nhưng lúc đó đã quá trễ. Cặp nam nữ này đã đưa vụ chó bị sát hại lên Facebook và trang change.org nhằm kêu gọi sự hỗ trợ của công chúng để mang công lý về cho Rex. Ilana và Dominic nghĩ rằng con Rex bị giết một phần vì người ta có thành kiến không tốt về chó Pitbull, nhưng con Rex của họ thuộc loại hiền, họ nói. Cặp nam nữ nói rằng trong đêm hôm đó anh Quốc từng đe dọa họ và nói lớn rằng anh phải giết Rex vì nó là chó Pitbull. Cũng theo lời của họ thì Quốc đã ném xác con chó qua một bên sau khi hại nó và mỉm cười đắc chí. Kiến nghị của họ trên change.org đã nhận được gần 3.600 chữ ký, trong khi trang Facebook có hơn 800 like. Anh Dominic tâm sự,
Thật là khó cho tôi tiếp tục sống ở đây. Mọi thứ đều gợi nhớ những kỷ niệm về con chó của tôi. Vâng, xin nói thêm thế này. Người Mỹ, nếu như họ đã nuôi thú cưng, thì họ chăm sóc rất là cẩn thận và họ coi như một thành viên gia đình. Vâng cũng từng bị mất chó mèo cưng, nên ít nhiều Vân hiểu cảm giác của anh Dominic này. Tháng trước, Vân có dịp chứng kiến tận mắt cảm giác của một cái chị bạn Mỹ khi mà con mèo mà chị ấy nuôi từ nhỏ, 14 năm tuổi, già và chết như thế nào. Con mèo là một chú mèo và đã được đặt tên gần giống với tên chồng của chị ấy.